Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết các cái lút-in theo cái kiểu lập trình hướng đối tượng. Có nghĩa là chúng ta sẽ đưa những cái hàm của lút-in chúng ta vào trong một cái lát, và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta gọi cái lát đó ra. Và các bạn đã từng học PHP ở Gen VN hoặc là ở một số trung tâm khác thì các bạn cũng biết được lập trình hướng đối tượng là một cách lập trình rất là hay và giúp cho chúng ta kế thừa được nhiều thứ. Ngoài ra, khi nhận được những yêu cầu mới thì chúng ta sẽ dễ dàng nâng cấp hơn là chúng ta viết theo kiểu function. Ngoài việc nâng cấp dễ dàng hơn thì việc mà chúng ta viết các cái lút in thành những cái lát nó sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu cái khả năng bị đục mã nguồn so với các cái lút in khác. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ba cái cách mà chúng ta sẽ thường gặp ở trong các cái lút in của Word. Cách đầu tiên khá đơn giản và chúng ta sẽ thường thấy ở trong các cái lút in của Word. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái lát, sau đó chúng ta tạo ra một cái hàng thiết lập. Sau khi chúng ta đã có lát rồi thì nếu chúng ta muốn sử dụng các cái phương thức nằm trong cái lát này thì chúng ta chỉ cần khởi tạo nó. Và sau khi khởi tạo thì chúng ta sẽ gọi đến phương thức add action để thực hiện một cái điều gì đó. Thì lúc này nếu chúng ta sử dụng lút-in là một đối tượng thì tham số thứ hai chúng ta không truyền vào tên của cái hàm, mà lúc này chúng ta sẽ truyền vào một mạng. Mạng của chúng ta sẽ gồm hai phần tử. Phần tử thứ nhất là đối tượng của chúng ta. Các bạn nhìn thấy gen vn myloadin lúc này là một biến và biến này là một đối tượng. Chúng ta sẽ truyền vào phần tử thứ nhất. Tiếp theo, khi các bạn đã truyền xong cái đối tượng và các bạn muốn sử dụng cái hàm nào trong cái đối tượng này thì các bạn đưa cái tên hàm đó vào trong đối tượng. Vậy là lúc này nó sẽ thực hiện giống như lúc ban đầu chúng ta sử dụng function. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một cái lút in, và trong lút in này chúng ta sẽ xây dựng lát để chứa các cái phương thức, và khi nào cần thì chúng ta gọi phương thức ra. Bây giờ tôi sẽ copy cái tập tin này và đưa vào trong thư mục tặng. Lúc này chúng ta sẽ sửa tên của nó lại để khi về nhà các bạn có thể xem lại nó được. Chúng ta bấm F2. Ở đây tôi sẽ ghi 08 New Hook. Vậy là chúng ta đã lưu lại. Trong phần này thì chúng ta sẽ xóa cái nội dung của nó đi. Bây giờ chúng ta sẽ viết một cái lát. Chúng ta viết như sau: lát. Chúng ta cũng nên sử dụng các tiền tố để chúng ta không bị đục mã với các lút-in khác. Vậy tôi sẽ sử dụng như sau: gen vn mb. Khi chúng ta đã có một lát thì trong này chúng ta viết bất kỳ hàm gì cũng được. Ví dụ tôi viết như sau: public function new footer. Tôi sử dụng new footer để tôi sẽ đưa vào trong cái hàm add action này cho nó dễ nhìn hơn là phần thiết lập. Chúng ta có thể viết cái tên hàm bằng cái dấu gạch giữa như thế này, hoặc chúng ta viết theo kiểu là new tiếp đó chữ footer thì chúng ta ghi là chữ F đầu viết hoa. Viết theo cách này thì nó đúng với các cái chuẩn lập trình hơn là chúng ta gạch ở phía dưới. Nói chung là tùy cách các bạn đặt tên hàm thế nào cũng được, miễn sao nó phù hợp với cái thói quen của các bạn. Sau khi có cái hàm new footer thì chúng ta sẽ khởi tạo cái lớp gen vn mb. Vậy tôi sẽ ghi như sau: gen vn mb bằng new gen vn mb. Vậy là chúng ta đã có một đối tượng. Bây giờ chúng ta gọi phương thức add action lên. Chúng ta truyền vào tham số thứ nhất, đó là tên hook, và tôi sẽ sử dụng hook là wp footer. Tiếp đó, ở trong phần này thì chúng ta không sử dụng là chuỗi mà chúng ta sử dụng một mảng array. Giá trị đầu tiên chúng ta truyền vào mảng sẽ là một đối tượng. Tiếp đó là một cái hàm. Vậy lúc này tôi sẽ gọi hàm new footer. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại homepage để xem có xảy ra lỗi gì hay không.
các bạn thấy không có vấn đề lỗi gì xảy ra. Lúc này chúng ta sẽ thêm vào đây một cái đoạn mã chẳng hạn. Echo. Ở đây là hello world. Bây giờ chúng ta sẽ refresh lại trang chủ. Các bạn đã nhìn thấy chúng ta đã có giá trị hello world. Lúc này chúng ta có thể xây dựng một cái hàm khác nằm ở trong cái lớp ZenVNMP. Ví dụ tôi ghi là new footer 2 và tôi sẽ đưa nó vào trong phương thức add action. Tôi copy dòng này xuống hàng và tôi sửa lại ở đây giá trị là 2. Ở đây trong cái chuỗi này tôi cũng sửa lại thành 2 để chúng ta dễ phân biệt. Chúng ta hãy refresh để chúng ta xem. Các bạn đã nhìn thấy chúng ta đã in ra được 2 dòng. Và với cái cách viết lát này thì chúng ta rất là dễ dàng di chuyển. Ví dụ tôi tạo ra một tập tin ở trong phần này là public. Tôi đưa nội dung của cái lát này vào trong phần này. Vậy tôi sẽ cắt nó. Và sau khi tôi đã có cái lát này rồi thì tôi sẽ nhúng nó vào tập tin chính. Vậy chúng ta nhúng nó vào tập tin chính bằng cách nào? Rewind one. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng một cái phương thức ở trong lõi của Word, đó là login debug để lấy ra cái đường dẫn. Vậy tôi sẽ viết như sau. In loot debug bằng chúng ta gọi đến phương thức login debug. Vậy thì lúc này nó đã lấy đến cái thư mục này. Chúng ta truyền vào đây giá trị file. Và sau đó chúng ta sẽ nối thêm cái đường dẫn include của chúng ta. Chấm. Vậy là chúng ta đã có đường dẫn đến thư mục include. Lúc này chúng ta sẽ đưa phần này và nối với tập tin public.php. Chúng ta hãy refresh lại homepage xem có vấn đề gì hay không. Các bạn nhìn thấy hai cái phần này của chúng ta nó vẫn hiển thị bình thường. Và lúc này ở trên cái tập tin chạy chính của cái login nó rất là gọn chứ không còn nhiều hàm nữa. Và khi chúng ta viết theo kiểu lát cho tập tin quản lý trong vùng admin và quản lý ngoài frontend thì sẽ giúp cho ứng dụng của chúng ta chạy nhanh hơn. Đây chỉ là những ví dụ nhỏ. Sau này sau khi đầy đủ kiến thức chúng ta sẽ làm một bài tập lớn hơn. Và trong bài tập lớn đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết một cái login để khi có những cái yêu cầu mới thì các bạn có thể dễ dàng nâng cấp và chỉnh sửa. Vậy là chúng ta đã hiểu được cái cách viết thứ nhất khi chúng ta sử dụng lát cho login. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái tập tin này, đưa vào trong cái thư mục tạo. Và chúng ta sẽ sửa tên nó lại F2. Ở đây tôi đề là 009 login lát. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái cách viết thứ hai. Cách viết thứ hai này nó sẽ gọi thẳng cái phương thức add action của Word vào trong cái hàm construct. Và đây là một cách viết của các lập trình viên nước ngoài họ thường viết. Có nghĩa là họ xây dựng rất là nhiều cái phương thức nằm ở trong một cái lát. Sau đó họ gọi các cái phương thức như add action, add filter và những cái phương thức trong lõi của Word vào trong cái hàm construct này. Vậy thì khi họ vừa khởi tạo cái đối tượng này, nó sẽ tự động chạy các phần kia mà không cần phải thực hiện bất kỳ điều gì nữa. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta xóa đi phần này. Chúng ta sẽ viết lại. Lúc này tôi vẫn sử dụng cái lát là ZenVNMP. Ở trong cái lát này tôi sẽ có hàm một cái hàm construct public function construct. Tiếp đó tôi sẽ tạo ra hai cái hàm new footer và new footer 2. Chúng ta copy. Chúng ta đưa vào trong phần này. Bây giờ chúng ta sẽ gọi đến phương thức add action. Add action. Và lúc này chúng ta cũng sử dụng WP footer. Ở đây của chúng ta sẽ là một mẹ vì chúng ta đang sử dụng đối tượng. Cái giá trị đầu tiên chúng ta truyền vào mạng
Nó không còn là chữ gen VNMB nữa, mà lúc này nó là giá trị deep. Biến deep này chúng ta đã học ở trong phần lập trình hướng đối tượng của PHP rồi, vì vậy tôi sẽ không nhắc lại nó để cho đỡ tốn thời gian. Và sau đó chúng ta gọi đến hàm new footer. Vậy là chúng ta đã đưa hàm new footer vào trong cái hook WP footer. Tiếp đó, nếu chúng ta muốn gọi cái hàm new footer 2 vào trong cái hook footer này thì chúng ta copy xuống một dòng. Sau đó chúng ta thay đổi cái tên hàm new footer 2. Chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem. Các bạn nhìn thấy hai cái dòng ở phía dưới này biến mất. Tại sao hai cái dòng ở phía dưới này biến mất? Tại vì chúng ta xây dựng lát nhưng chúng ta chưa khởi tạo đối tượng. Vậy thì lúc này chúng ta khởi tạo đối tượng như sau. New gen VNMB. Chúng ta chỉ viết đơn giản như thế này. Và chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem. Các bạn đã nhìn thấy hai cái dòng của chúng ta đã hiển thị ra ở dưới vùng WP footer. Vậy là các bạn đã hiểu được cái cách thứ hai chúng ta sử dụng lát cho login. Tiếp theo là cái cách thứ ba. Cách thứ ba này thực sự cũng không khác gì so với cách thứ hai. Như lúc này chúng ta sử dụng một cái phương thức là init. Và phương thức này sử dụng cái giá trị là static. Static có nghĩa là gì? Chúng ta có thể gọi nó mà không cần khởi tạo. Các bạn nhìn thấy ở dưới này chúng ta đang gọi đến nó, nhưng chúng ta không cần sử dụng new gen vn myloadin. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy thực hiện cái ví dụ số 3 này để xem nó có hiển thị hai cái dòng ở phần footer hay không. Chúng ta cũng copy cái phần này và đưa vào trong cái thư mục tạm. Chúng ta sửa tên lại là 010 root in lat. Chúng ta bấm F2. Lúc này chúng ta sẽ tạm thời xóa phần này đi. Chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính static cho cái hàm init. Vậy chúng ta sửa lại đây, static. Ở đây chúng ta sửa lại init. Thực sự các bạn muốn đặt cái tên của cái này như thế nào cũng được, chứ không phải cần là init. Nhưng do chúng ta không khởi tạo, vì vậy chúng ta hãy để giá trị dit luôn và chúng ta chạy thử. Lúc này chúng ta sẽ chạy như sau. Gen vn mb 2 chấm init. Chúng ta hãy refresh lại home page để chúng ta xem có kết quả không. Các bạn nhìn thấy ở đây nó thông báo deep. Deep ở đây là gì? Vì lúc này không có hàm khẩn chất, vì vậy biến deep không được khởi tạo. Lúc này chúng ta sẽ cần thay đổi lại ở phần này bằng một cái hàng số của PHP, đó là lat. Hàng số này sẽ lấy cái tên lat này và gắn thẳng vào đây cho chúng ta. Để thấy rõ hơn thì chúng ta echo phần này ra. Chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem chúng ta có kết quả như thế nào. Các bạn nhìn thấy hàng số lat tự động lấy ra cho chúng ta cái tên của cái lớp hiện tại và sau đó nó đưa vào trong cái phần tử đầu tiên của cái mạng. Chúng ta kéo xuống phía dưới. Lúc này chúng ta đã nhìn thấy hai cái chuỗi Hello World và Hello World 2 đã được in ra, nhưng nó có phần báo lỗi. Vậy thì làm sao chúng ta có thể làm biến mất cái báo lỗi này? Bởi vì chúng ta đang khởi tạo một cái lát sử dụng cái phần static. Vì vậy những cái hàm chúng ta truyền vào trong cái phương thức add action của chúng ta cũng phải có giá trị static. Vậy chúng ta sửa lại như sau. Tương tự cho hàm phía dưới. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem. Các bạn đã nhìn thấy chúng ta không còn bị báo lỗi nữa. Vậy là các bạn đã hiểu được ba cách tạo ra routine sử dụng bằng hướng đối tượng.
chứ không phải bằng function như lúc ban đầu. Và từ bây giờ trở đi, khi xây dựng lút-in, chúng ta sẽ thống nhất với nhau là chúng ta sẽ lập trình theo hướng đối tượng, chứ không lập trình theo function như những cái video ban đầu. Và khi mã nguồn của chúng ta sự viết theo hướng đối tượng thì sau này các bạn sẽ rất dễ dàng nâng cấp và sửa chữa. Vậy là chúng ta đã học xong phần hook và action hook. Qua cái bài này thì chắc các bạn đã có một khái niệm khá vững về action và hook. Chúng ta sẽ quay trở lại cái phương thức add action. Các bạn chú ý, ở trong phương thức add action có thể chúng ta sẽ nhầm lẫn giữa action và action hook. Lúc này chúng ta chỉ cần nghĩ đơn giản, action là một cái hành động nào đó mà chúng ta sẽ gắn vào hook. Còn khi các bạn nghe tính action hook có nghĩa là nó sẽ tương đương với một cái hook, và khi chúng ta đưa một cái hàm vào cái hook đó thì nó sẽ tác động lên quá trình xử lý của query. Tại sao tôi lại sử dụng là action hook mà không sử dụng là hook? Bởi vì ở trên hệ thống query có hai kiểu hook, đó là action hook và filter hook. Mỗi cái kiểu của nó sẽ có cái chức năng khác nhau. Và khi tôi nói action hook, có thể các bạn sẽ dễ nhầm lẫn với action. Nhưng sau bài này, khi tôi nói đến action hook, các bạn sẽ hiểu được là hook. Và khi nói action thì các bạn hiểu được đó là một chức năng được gắn vào một hook. Trong bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu tới một loại hook nữa, đó là filter hook.